Chào mừng các bạn đã tới hoặc là quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Các bạn có thể thấy được ngay trước mặt mình chỉ có duy nhất một mẫu CPU, đó chính là Ryzen 3 3100. Vì thế, nội dung chính ở trong video ngày hôm nay sẽ là xây dựng một bộ cấu hình xoay quanh mẫu CPU Ryzen 3 3100. Thì đây là một mẫu CPU rất ngon tới từ AMD, 4x8 luồng, xung nhịp boost tối đa có thể đạt được là 3.9 GHz, để chưa kể các bạn có thể ép xung thêm nữa. Và mẫu CPU này có mức giá chỉ hơn 2 triệu đồng một chút mà hiệu năng mang lại rất lớn. Thậm chí khi mình so sánh một mẫu CPU tới từ Intel thì mẫu CPU này sẽ xem được so với Intel Core i7 7700. 7700 hơi cũ một chút rồi, mình so sánh cho các bạn thấy được cái hiệu năng của CPU giá rẻ bây giờ nó ngon như thế nào thôi. Và như các bạn có thể để ý, cách đây khoảng từ 1 tới 2 tháng chúng mình đã xây dựng một bộ cấu hình xoay quanh mẫu CPU Ryzen 3 3100 kết hợp với RX 5600XT rồi. Thế nhưng cái mức giá đưa ra lại tương đối cao một chút, từ khoảng 15, 16 hoặc thậm chí là 17 triệu đồng. Vì thế mình sẽ mang tới cho các bạn cấu hình nhưng mức giá lại rẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 14 triệu đồng mà thôi. Có thể nói đây là một kiểu hiệu năng giá thành P/P rất tốt. Thì đây, CPU thì mình sẽ để gọn ra đây. Tiếp theo mình sẽ nói về phần card họa. Card họa đây, AMD Radeon RX 5600XT, đây một phiên bản được custom lại bởi Gigabyte. Anh em đợi một chút để mình sẽ mở hộp ra để mình sẽ giới thiệu cho anh em về mẫu card họa này. Về phần bên thì mình sẽ để gọn qua một bên thôi, cả CPU nữa. Mình sẽ để gọn và tập trung chính vào nhân vật của chúng ta. Thì đây, mẫu card họa mình đang cầm trên tay đây. Về mặt cổng cấp nguồn, chỉ có duy nhất một cổng cấp nguồn 8 pin mà thôi. Về phần thiết kế ở đằng sau các bạn có thể nhìn thấy một miếng backplate. Miếng backplate này được quảng cáo tương đối thú vị ở đằng sau vỏ hộp cơ. Thì khi mình sờ vào thì mình cảm thấy đây là một miếng backplate bằng nhựa cứng luôn. Đây, bằng một tấm nhựa cứng luôn. Mình sờ cảm thấy tương đối thú vị mà đây, cạc vẫn thẳng luôn, không hề bất kỳ có hiện tượng gì cả. Về phần cổng xuất hình, các bạn sẽ có tổng cộng là ở đây như mình nhìn thấy là 3 cổng DisplayPort và một cổng HDMI. Tiếp theo nữa về phần quạt đây. Quạt. Đây là hai cánh quạt WinFox quay ngược chiều nhau, đảo sức gió lại để làm mát cho khu vực bên trong GPU. Và bên trong đây các bạn sẽ thấy được hai ống đồng. Đây chỉ có hai ống đồng tản nhiệt toàn bộ thôi. Và dĩ nhiên khu vực cho chipset, khu vực cho VRM và khu vực cho MOSFET các thứ đều được tản nhiệt rõ ràng. Tiếp theo nữa mình sẽ giới thiệu thêm một thành phần linh kiện để kết nối được cả CPU và GPU. Đó chính là về phần bo mạch chủ. Bo mạch chủ là phần thú vị, các bạn sẽ để ý mà xem. Thì đây là một mẫu bo mạch chủ tới từ Gigabyte, dĩ nhiên rồi. Bởi vì mình đã có bên từ Gigabyte, cạc từ Gigabyte rồi thì bên cũng phải từ Gigabyte chứ. Thì ở đây Gigabyte AB350MD3. Đây các bạn nhìn này, ở đây nhá, có dòng chữ X370. Đây, ở đằng sau nữa các bạn cũng thấy được dòng chữ X370. Và phần ghi chú ở đây các bạn cũng thấy được dòng chữ X370. Và khi mình liên lạc với hãng thì là do hãng in nhầm, đúng, hãng in nhầm thôi. Thực tế ra thì cái mẫu bo mạch chủ này sử dụng chipset B350 thôi, chứ không phải X370 trên vỏ hộp. Và các bạn lưu ý giúp mình một điều, nếu như các bạn mua cái mẫu bo mạch chủ này về sử dụng thì cần phải update BIOS lên một mức gọi là cao nhất để có thể nhận được CPU 3000. Bởi vì ngay bên ngoài các bạn nhìn thấy AMD Ready Desktop 2000 Ready, tức là cái mẫu bo mạch chủ này khi các bạn mua về mặc định sẽ nhận dòng 2000. Còn nếu như muốn nhận dòng 3000 thì các bạn bắt buộc phải update BIOS. Còn nếu như bạn mua bên mình thì bên mình sẽ update cho các bạn không phải lo lắng vấn đề update đâu. Đây là mình khuyên cáo các bạn mua lẻ thôi. Và đây, và khi mình nhấc cái mẫu bo mạch chủ này ra, anh em đợi mình một chút. Đây, và khi mình nhấc cái mẫu bo mạch chủ này ra thì ở đây các bạn nhìn thấy bên trên là khu vực cấp nguồn cho CPU, chỉ là một cổng 8 pin thông thường. Đây, socket AM4, dĩ nhiên đến cả thế hệ tiếp theo nữa, thế hệ 5000 rồi vẫn là socket AM4 thôi. Đây là một cái rất đáng hoan nghênh tới từ bên phía của AMD. Và khu vực tản nhiệt cho VRM ở đây, khu vực VRM tản nhiệt cũng bình thường thôi, không có quá gì gọi là kiểu cao siêu đâu. Thì rõ ràng vì đây là chipset B350 mà. Đây, khu vực chipset B350 là ở đây. Các bạn sẽ có hai khe X16, hai khe X16 là như ở bên trên, khe trên cùng sẽ là full mang thông. Còn bên dưới như theo như mình nhìn thấy ở đây chỉ là một khe X4 và giữa đây sẽ là một khe X1 và đây là một khe DDR2 nữa, 4 khe RAM đủ để cho các bạn sử dụng. Về phần cổng kết nối các thứ đi, đầy đủ thôi, các cổng IO, cổng USB Type A. Có hai cổng xuất hình nữa, một cổng HDMI với lại một cổng DVI nữa, cổng mạng LAN, nói chung là khá đầy đủ. Và đây có các tụ hóa dành cho âm thanh để cho âm thanh nghe được hay hơn. Thì bây giờ mình sẽ lắp thêm một số các linh kiện vào, mình sẽ lắp phần CPU vào trước cho các bạn. Đây, CPU chưa rạch nhá, dao hồng luôn. Đấy, và khi mình lắp thì tương đối đơn giản thôi, bởi vì các bạn nhìn thấy ở ngay phần bên đây, ngay phần bên có khu vực đây gọi là để các bạn tháo ốc ra, thì khi đấy các bạn có thể lắp được tản nhiệt stop của bên phía AMD vào. Tản nhiệt stop của AMD theo như mình thấy là hãng làm tương đối tốt đấy, không giống như một số hãng khác chỉ tản nhiệt cho vui thôi. Thì với tản nhiệt stop của AMD các bạn hoàn toàn có thể cắm vào và sử dụng mà không quan ngại lắm về cái việc các bạn kiểu CPU bạn có quá nóng hay không.
thực tế ra nhiệt độ chỉ rơi vào khoảng từ 6x tới 7x thôi. Bạn nào vỏ cây mà bị bí thì phải là 7x thôi. Tuy nhiên, ở trong video ngày hôm nay mình muốn xây dựng một bộ PC trông lấp lánh một chút, thế nên mình sẽ tạm thời bỏ tản stock ra ngoài và một chút nữa mình sẽ lắp một mẫu tản nhiệt tới từ ID Cooling vào để cho vỏ cây đẹp hơn. Và dĩ nhiên, nếu như các bạn thích thì có thể đặt mua cái mẫu tản đấy về lắp vào, nó sẽ mát hơn và dĩ nhiên nó sẽ đẹp hơn nữa. Rồi, bộ CPU mình sẽ để gọn ra. Đây, về cách lắp CPU của AMD dễ lắm. Các bạn cầm CPU cầm bên ngoài thôi. Mình thấy một số bạn kiểu cầm bên trong đây, các cái chân socket này, như các bạn thấy ở đây, chân socket kiểu nằm ở trên CPU luôn. Nếu như các bạn suy nghĩ rằng chân socket nằm trên CPU sẽ bị dễ bị kiểu là bung ra, kiểu khi chạm tay vào sẽ bị cong đi, nhưng thực tế ra khi các bạn chạm vào rất khó cong, nhưng mình không khuyến cáo đâu. Và cách lắp đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhấc ra xong cái khe chắn ra, xong đặt CPU vào đấy và gạt xuống, xong cũng đã có xong CPU rồi. Và đây phần RAM, đúng rồi, nói phần RAM quên mà không nói đến RAM. RAM ở đây thì mình đang có hai thanh RAM với tổng dung lượng là 16GB. Đây là RAM đến từ PNI và mức bus rất cao, bus là 3200 cơ. Thì với bus RAM cao này chắc chắn các bạn sẽ không lo lắng kiểu nghẽn cổ chai. Và một điều nữa, nếu như trên Intel thì gọi là XMP, trên AMD cũng có một tính năng tương tự như vậy nhưng không gọi là XMP, nhưng mà mình thấy một số bên vẫn ghi là XMP, mình cũng chả biết nữa, có thể các bạn gọi là XMP cũng được, không sao hết. XMP là Extreme Memory Profile, đây là một tính năng đẩy bus RAM lên cao. Nếu như các bạn cắm vào thì mình nhớ không lầm, chỉ nhận thông thường nhé, chỉ nhận bus RAM từ 2000 đến gọi là 2666 thôi, nhưng khi các bạn bật tính năng XMP lên thì khi đấy bus RAM sẽ đẩy lên mức tối đa mà mẫu RAM các bạn có hỗ trợ. Bạn ép xuống lên đương nhiên nó vẫn lên rồi, thì cái hai thanh RAM này mặc định đã hỗ trợ được 3200 rồi, các bạn bật lên là 3200. Và RAM có thiết kế rất đẹp, mình thấy là có cả hệ thống tản nhiệt nữa này, chả lo nóng đâu. Và cắm thì cắm đúng thôi, các bạn trên main thì sẽ có hai kênh, thì main này tổng cộng các bạn cắm 4 thì vẫn là dual channel thôi, và các bạn sẽ có A1, bạn cắm lên cắm A1, A2, B1 và B2 đấy. Cắm như vậy thì các bạn nhận dual channel được, chứ nếu bạn cắm kiểu hai thanh RAM sát nhau chắc chắn nó sẽ thành single channel luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp RAM vào. Sau một hồi loay hoay thì mình cũng đã đặt được hết các linh kiện lên trên đây rồi. Và ngay bên tay trái của mình, đây là vỏ cây Keno eSport, một vỏ cây nhỏ gọn đến từ Keno thôi. Các bạn có thể thấy được quạt LED RGB của ID Cooling ở đây. Quạt này thì thực tế là mình lắp thêm vào thôi. Và nếu như bạn quan tâm thì bộ kit 3 quạt sẽ có mức giá loanh quanh khoảng từ 600.000 hơn 600.000 một chút. Và để lắp được hết cái phần vỏ cây đây, các bạn sẽ cần hai bộ kit fan, loanh quanh sẽ khoảng 1.2 triệu hoặc là 1.3 triệu gì đấy, thêm bộ tản nhiệt nữa thì mức giá đầu tư thêm sẽ khoảng 2 triệu nếu như các bạn thích. Còn nếu như bạn cảm thấy là những thành phần linh kiện này tạm thời chưa cần thiết lắm thì bộ PC sẽ mức giá khoảng độ hơn 14 triệu đồng thôi, vẫn rất ngon để sử dụng. Và bây giờ mình sẽ lắp toàn bộ các linh kiện vào và chúng ta sẽ tới phần trải nghiệm hiệu năng của bộ PC này nhé.
Tóm gọn lại vấn đề một chút thì với khoảng hơn 14 triệu đồng, các bạn sẽ nhận được một combo Ryzen 3 3100 kết hợp với card họa RX 5600XT, hiệu năng là rất ngon nếu như bạn nào chơi trên độ phân giải Full HD hoặc thậm chí là 2K. 2K thì các bạn cần phải setting cụ thể một chút bởi vì màn hình test chỉ là màn hình Full HD thôi. Và nếu như các bạn mà thích lắp nhiều đèn hay quạt tản nhiệt giống như mình thì đây, trông em nó sẽ như thế này. Và đường link của sản phẩm mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả của video. Và trước khi kết thúc video, mình sẽ bật mí cho các bạn, đây là combo tới từ AMD. Và sắp tới trong tuần này thôi, chúng mình sẽ làm thêm một combo nữa, cũng với mức giá khoảng 14 triệu đồng, thế nhưng sẽ đến từ Intel và NVIDIA. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video đấy nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.